Xin chào tất cả mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Sekiro Shadows Die Twice. Hình như ở đây có con thằng. À không không. Chỗ này mình đã lấy hết đồ chưa nhỉ? Tiếng ai vậy? Gì ghê vậy? Coi tí thôi làm căng vậy. Kiểm tra. À, bên kia có thằng lùng kìa. Quay quay quay. Ôi. Quên nữa. Thằng lùng đó là phải dùng chiêu này. Mày. Cái mảnh gì? À, mảnh chế thuốc hả? Nắp xít. Công dụng của cái nắp xít đó chính là phá tan ảo ảnh đấy. Đối với mấy con quái vật mà mấy con boss mà chơi chuyên chơi sử dụng ảo ảnh đó, thì mình sẽ dùng cái đó để khóa. À, ở đây hơi bị đông đó nha. Lần trước mình hạ hết mấy thằng này rồi. Nhưng mà để yên ổn trong lúc làm việc thì nên hạ tiếp. Phải đi đường kia thôi. Không đi con đường này được. Đây có một thằng bắn súng, hai thằng với lại một thằng mập nữa là ba. Cố gắng steal hết. Mày hóng chuyện này. Cúi xuống. Hai thằng. Đừng thấy tao. Thằng kia nó nghe tiếng. Cứ từ từ. Không được. Ba thằng. Ây da. Thôi. Thế thôi. Thằng nghe. Thằng kia nghe tiếng súng bắn. Ây da. Cái thằng này. Mày được lắm nha. Bố lão danh này. Mày. Thằng mập lên rồi. Cái thang này làm cái gì? Ôi có thanh niên không thấy. Không thấy anh hay em. Bên kia vẫn còn một thằng cầm súng. Mày ngu.
Mình đã học được cái chiêu hồi máu rồi. Mỗi lần mà dùng cái chiêu tất sát đó, nó sẽ hồi cho chúng ta một ít máu, đỡ tốn máu. Ủa thằng mập đi rồi? Hình như lúc nãy lên trên đây đúng không? Lúc nãy thấy nó lên đây rồi mà. Nó kìa, nó kìa. Đứng đây làm gì con? Hết lính chưa? Để vô đây coi còn bỏ sót gì nữa không. Rồi lấy hết rồi, đi tiếp. Hai viên thuốc bị khóa từ phía bên kia. Ở dưới này có một cái ảo ảnh mà lần trước mình đã coi rồi. Nói tóm lại thì đây là một cuộc nói chuyện giữa thiếu chủ Kuro với là cái thằng cầm cung này. Thằng cầm cung này không đơn giản đâu nhé. Nó chính là cháu của kiếm thánh đấy. Tên nó là Genichiro Asuna. Mọi người còn nhớ trong cái phần intro của game, lúc mới vô có hai vị tướng đánh nhau đó. Một ông bự cầm thương với là một ông cầm kiếm nhỏ hơn. Ông cầm kiếm con mắt giống như bị chột đấy. Ông đó chính là kiếm thánh Ashina. Còn thằng này chính là cháu của ông. Tại sao gọi là kiếm thánh? Tại vì kiếm thuật của ông đã đạt tới trình độ tuyệt đỉnh rồi, cho nên đạt được danh hiệu kiếm thánh. Sau này chúng ta sẽ gặp lại ông. Và ở đây thì hình như chuẩn bị có một con boss. À đúng rồi, dùng cái này đi. Mà khoan, để coi vòng vòng để có đồ không được. Không đi được bên này. Không có nhảy lên trên kia được, nó phát hiện cái biểu tượng kia. Như vậy là nó đã ép chúng ta xuống dưới đây để đánh boss rồi. Từ từ, trước khi đánh boss phải đi vòng cẩn thận. Đây đây đây, đây. Không mở cửa đường này được luôn. Trên đây không nhảy lên được. Để mình đi một vòng mình quan sát cái đã. Dưới kia có một món đồ. My name is Kyobu Masataka Oniwa. Này. Sao? Tướng quân là ngon à? Máu vô. Tranh thủ. Một máu nhé. Thế là xong một mạng. Tranh thủ. Ấy ạ. Một máu vô. Ấy ạ. Căng thế. Chém nhiều. Chém không?
tranh thủ. Rồi, nó sắp chết rồi. Ở đây. Thế là xong. Tưởng ngồi trên ngựa là ngon à. Đã có được một cái ký ức. Và vị tướng quân này tên là Yobu Ochiwa. Cái vị tướng quân này đã giữ cho cái cánh cổng của pháo đài Ashina. Tuân lệnh của cái thằng Genichiro Ashina đấy. Machiniko Barret. À, cái này dùng để nâng cấp mấy cái món vũ khí gắn vô cánh tay trái của mình đấy. Rồi, bây giờ lại có thể quay về gặp cái ông điêu khắc, nhà điêu khắc để nâng cấp. Sau khi giết được ổng thì ở đây nó đã xuất hiện một cái chỗ để chúng ta save game, một cái bức tượng điêu khắc. Attend Attack Power. À, dùng những cái ký ức về những trận chiến để tăng cái sức tấn công của bạn. Đây. Confirm Memory Yobu. Sức mạnh tấn công đã tăng. Không, mọi người thấy cái Attack Power lúc đầu nó là 1, nhưng mà bây giờ nó là lên 2 rồi. Khoan, chỗ này mình đi hết chưa? Chưa đi hết, chạy vòng nè. Đây giống như chiến trường, quá trời sát người. Ông tướng lúc nãy dễ quýnh thiệt. Do mình có cái chơi cái chiêu kia được. Chơi chiêu rải pháo cho con ngựa bỗng choáng. Có vẻ như chúng ta đã đi hết rồi. Ở đây đi rồi. Trời, sát ngựa quá trời. Ở đây không đi được nha. Rồi, đi thôi. Có hai lối đi, một cái là đi đường đó, còn cái đi đây. Cái quỷ kia nãy giờ tưởng đâu có con nào đứng trên đó chứ. Có cái xác của một thằng ninja áo tím. Mọi người còn nhớ cái chỗ mà mình lấy cái này không? Đây Mistraven không? Trong tập sau hoặc là có thể trong tập này mình sẽ quay lại đánh với lại cái thằng đó. Bây giờ chúng ta đã đủ sức chơi với nó rồi đó. Trên này có đồ nhá. Mình muốn để dành mấy cái viên thuốc, mấy viên pellet đó để khi nào gặp boss hay xài. Đây có gì không? Sợ nhảy xuống chết quá. Không có gì để lấy hết. Mảnh sứ. Ồ, có người bán hàng, có người bán hàng. Care to purchase an offering? Another one. Where you find the departed, you'll find the memorial mark. A battlefield is our paradise. Go ahead. Buy an offering. Garen Root Droplet. Cái này có tác dụng gì? Nó chính là, tác dụng của nó chính là chữa cái cơn bệnh Dragon Root ấy. Khi mua cái này về thì lấy một mẫu máu.
của cái người bệnh thì có thể chữa được, sau đó đưa cho Emma mua. Ông này bán nhiều đồ lắm, có cái râu xít 1000 nữa này. Để cho trong người còn nhiều. Ủa, túi tiền đâu hết rồi? Từ từ. Kỳ vậy? À, quên quên. Lần trước mình dùng hết túi tiền để mình mua cái này này. Cái đâu à? Đây mấy cái người bệnh này, một cái kunai, một cái loại phi tiêu nâng cấp cho cái này nè, mua hết 3000 đồng từ cái ông kia rồi. Khi nào gặp ổng thì bây giờ ổng cũng đang bị bệnh đấy, khi nào gặp ổng mình sẽ chỉ ông đó cho mọi người. Thực chất đó chính là một tên trộm mà chúng ta đã đừng nói chuyện rồi. Bây giờ vô đây nói chuyện với ông này. Another rat. Ai là chuột? Tôi không phải là chuột, đừng có vớ vẩn. But those eyes, a starving wolf. Before I kill you, tell me your name. Tell me your name. Không thèm nói luôn. Hỏi mày tên gì? No name to give. You should know me all the same. You die nameless, with no one to mourn you. However. Your left arm, a prosthetic shinobi arm. It reminds me of... That's it. A one-armed wolf. I like it. Which means Sekiro. That is what I shall name you. Who are you? I am the Tengu of Ashina. Come, Sekiro. Care to hunt some rats with me? What? Rats have snuck into Ashina, scurrying about like they own the place. There are all kinds of rats out there, and they must be cut down. Every last one of them. It seems you have a talent for killing. Allow me to help you hone that talent. What'll it be, Sekiro? Will you hunt rats with me? Cha này nói quá thì nói luôn. Tóm lại như vậy, cái ông này mới vô ông hỏi, ông cứ tưởng mình là một con chuột. Con chuột ở đây nghĩa là nghĩa bóng chứ không phải chuột thiệt nha. Xong rồi sau đó ông nhìn vào đôi mắt của Sekiro và ông nói là đôi mắt của một con sói cô độc. Và ông hỏi tên, kêu là người tên là gì. Sekiro không thèm nói luôn. Ông mới bảo là những cái shinobi, những chiến binh ninja như người lúc nào cũng vậy, chết trong vô danh, you die no nameless ấy. Và ông nhìn, ông thấy một cánh tay giả nè. Ông mới nói là một con sói không có cái, mất một cánh tay cho nên gọi là Sekiro. Có nghĩa là sói một tay đấy. Ông này chính là người đặt cái tên Sekiro luôn. Và ông mời chúng ta tham gia vào cái cuộc săn những con chuột đi vòng vòng trong cái khu này. Những con chuột đó không phải là chuột thiệt nha, cũng là nghĩa bóng luôn. Và bây giờ thì đồng ý với ổng thôi. Sau khi săn xong mấy con chuột đó, chút nữa mình chỉ cho mấy con chuột đó cho mọi người. Quay lại đây gặp ổng, ổng sẽ có một món quà cho chúng ta. Very well. Excellent. You'll need this if you're with me, Sekiro. Đây này. Miêu tả về những con chuột nè. Đó là những sát thủ từ ngôi đền Senpo. Lùng. Và đội cái nón. Đó, cái nón nãy luôn, hình như mình đã gặp nó một lần rồi, mọi người còn nhớ không? Cái thằng lùng lùng đấy. Ông này gọi cái tụi đó là những con chuột. Lần cuối cùng được nhìn thấy nó là ở gần cổng của pháo đài Ashina. What is this? The face of a rat and where it makes its home. Go and kill it. If you do, I will give you something that will aid you in battle. Rồi. Mới nói đó chính là những con chuột.
Và cái nơi mà chúng gọi là nhà chính là ngôi đền Senfu đấy. Một viên, tổng cộng là 4 viên, giờ mình có tổng cộng 4-5 viên. Mở một cái lối đi tắt đây. You survived. That accursed Gyobu's finally a corpse, I take it. That changes nothing, you know. There'll be more wars, there'll be more corpses, and deep-seated hatred will run wild. Where's all that hatred go? Haven't you ever wondered? Guess not. Guess you haven't. That's why I pity you. And I pitied him. Tóm lại là bà này bà hỏi là chúng ta vẫn còn sống sau khi vượt qua được cái ông tướng ngồi trên ngựa đấy. Và bà nói là chiến tranh một khi còn kéo dài thì sẽ còn những nhiều, còn rất nhiều những cái xác chết như vậy. Bây giờ thì đi lên trên này. Trên này còn khá nhiều đồ để lấy đấy. Đây. Cái này bóp ra được 100 vàng. Từ từ, đây chạy một vòng có còn không? Hết rồi. Sao leo cao dữ vậy? À, ở đây có chỗ để lên nữa nè. Đây. Ở đây chứ. Quay quay quay. Từ từ đừng thao tác nhanh. Ồ, một cái gác mái. Và bên đây có một cái rương. Chắc chắn có đồ ngon à. Món gì đây? Thường mấy đồ giấu kỹ thì chắc chắn là có đồ ngon. Một thêm một cái viên nữa. Chúng ta có bao nhiêu viên rồi? 3 viên rồi. Kiếm thêm một cái nữa là sẽ nâng cấp. Nâng cấp tăng được thanh máu nữa đấy. Rồi, té gì mà không sao. Rồi. Bây giờ thì đi săn chuột thôi. Không phải đây. Vô trong này thì nó không cho chúng ta rút kiếm ra, nó sợ chém trúng cái ông kia được. Thấy chưa? Ê, hình như bên này. Nói là gần cổng của cái pháo đài. Chỗ nào ta? Chắc chắn là phải ở gần đây thôi. Rồi, đi qua bên kia thử xem. Ông nói là ở gần cổng. Gần cổng thì đây gần cổng chứ đâu nữa. Có thằng. Mấy thằng. Bắn không? Dám bố láo rồi, tính bắn anh hả? Đúng rồi, chính là chỗ này đây. Đi săn chuột nào.
Để săn chuột thì cần dùng viên rìu này. Đấy, 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 đấy chưa? Thấy mấy chuột chưa? It seems Ishin's illness is indeed grave. The land of Ashina will not last much longer, even with Genichiro on our side. What about our other mission? Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side of the castle. Then that's where we're going next. But keep your wits about you. The Black Hat Badger won't go down without a fight. Mấy thằng này chính là kẻ thù của Genichiro. Thực chất thì cái thằng đó không phải là ác, nhưng mà nó nói chung là nó hơi tiêu cực xíu thôi. Tại sao? Tại vì đối với kẻ thù của nó không có đủ sức mạnh á, kẻ thù nó quá mạnh đi. Nếu mình nhớ không lầm thì kẻ thù nó tên là Độc Nhãn Long, và cái trình độ cũng như cái sức mạnh của nó không bằng cái ông kiếm thánh nó tên là Ashina. Cho nên nó muốn nhờ Kuro á, muốn nhờ cái vào cái dòng máu thần thánh của Kuro để giống như nhân vật chính chúng ta nè, có thể bất tử chết đi sống lại nhiều lần ấy, để dùng sức mạnh đó để tiêu diệt kẻ thù của nó. Nhưng mà trong cái đoạn lúc trong cái ảo ảnh mà gần đây nhất á, hồi nãy mọi người thấy không, thì Kuro có nói là nếu mà anh sử dụng cái dòng máu đó thì trước sau gì anh cũng sẽ trở thành một quỷ. Tại vì cái thằng này nó kiểu mà nó không thống chế được tham vọng của nó, cho nên nó muốn lạm dụng cái việc chết đi sống lại gì, và trước sau thì nó cũng thành quỷ thôi. Một thằng cố gắng ám sát thêm một thằng nữa. Quay. Nó thấy rồi. Lẽ ra mình nên nhanh lên chút xíu. À, thằng kia đi rồi. Nó té hoài vậy. Để coi thằng kia đâu. Cố gắng ám sát ba thằng luôn, tại vì quýnh với mấy thằng này nó hơi rắc rối tí. Nếu được thì cứ cố gắng áp sát thì cho khỏe. Steal đi. Steal cho nhanh. Hai thằng. Black King thuốc quả dược đen. Đấy. Mày thế là xong. Bây giờ thì quay trở lại gặp con kia và nhận món quà từ ổng. Mọi người đoán coi đó là quà gì. Ở đây có gì không mà kia tôi vừa nhảy qua vậy? Nó cho mình đi qua chắc chắn có cái gì đó. À, có đồ trên kia. Trong đây không đi xuống được. Từ bên này nhảy qua bên kia không có gì để ấy hết. Ồ, có hai thằng lính đây. Đây. Akko Sugar. Học viên kẹo. À, thì ra cái thằng mập này. Ở đây có khá nhiều đồ để lấy đấy. Tổng cộng có 3 thằng đúng không? Một em. Trời, ghê thế, từ. Wow. Rồi, không ổn. Rồi, bắn thôi.
sai lầm đông quá. Mình quên không để ý có mấy con chó này. Chó thì dùng phi tiêu. Phi tiêu một em, hai em, thế là xong. Còn hai thằng này đúng không? Đợi xíu, anh xuống anh YOLO với hai đứa. Thế là xong, còn một em, với lại em dưới nữa. Gơm. Căng thế em. Trời. Giỡn thế là đủ rồi. Thôi, bây giờ ở đây vẫn còn một em nữa kìa. Thằng ngu không thấy kìa. Không thấy thì anh qua anh steal vậy. Game này không phải là chỉ steal thôi không đâu. Tại vì có những trường đoạn nó bắt buộc chúng ta phải đối mặt một chọi một phải đấu kiếm. Trong đây ngoài hàng mập ra còn nào nữa không? Núp lùm ở đây làm gì em? À, hai thằng mập à. Đây. Trời ơi. Đánh đi. Đánh mệt chưa tới anh. Đừng tưởng mày bự là tao không đấu mặt gì được mày nha. Đi xa thế, có chỗ xeo chưa? Nghe lén rồi, nó nói gì? We're really planning to use that thing in the battle. I know. But what choice do we have? Desperate times call for desperate measures. We're in no position to worry about what others might think. Yes, but... Hey, keep it together, soldier. Keep talking like that, and they'll put you on its detail. And when it's mad, it doesn't discriminate between friend or foe. Hai cái thằng này nó đang nói gì một món vũ khí mà nó rất là e ngại. Và món vũ khí đó chính là một con bò điên. Thôi thì lỡ rồi anh steal hai đứa luôn nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn hai đứa đã cho anh biết thông tin. Bây giờ về đưa cho cái ông kia, báo cáo cho ông kia để lấy món quà, xong sau đó đi nâng cấp. Dùng cái này về. Rồi. À đúng rồi, ở đây, đây. Không biết đủ 1000 để mua cái rose seed chưa ta? Cái hạt bầu á. Hạt giống hoa bầu. Để lên coi thử. Khoan, ghé đây chứ. Rồi. Đưa qua đây. Looks like you've caught yourself some rats. Yes. I knew you had a talent for killing. Wonderful. Here's your reward. Take it. Whoa. Một cuốn bí kíp.
một cuốn bí kíp về kiếm pháp của Ashina. Được. This is the ways of the Ashina blade. It's our school of fighting. But there are no hard and fast rules. You just win your battles. That alone is the most important rule of the Ashina style. I hope it can be of assistance with your rat hunting. And most of all, your own battles you've yet to fight. Ông nào mới nói đó là một quyển bí kíp được dạy trong trường của Ashina, chắc trường đào tạo samurai hay là shinobi gì đó. Nó chỉ cho chúng ta cách sử dụng kiếm thuật nhanh và chuẩn. Nếu mà mình đoán không lầm, nếu mà lúc nãy mình đọc đúng. Bây giờ thì lên đây coi đủ 1000 không? Không đủ rồi. Cái này bóp ra có 100 à. Chắc phải đi cài tiền lên 1000 quá. Bây giờ về thôi, bây giờ quay trở về ngôi đền đi. Để gặp ông kia trước đã. Gặp cái ông tượng điêu khắc nâng cấp cái cánh tay giả chúng ta lên trước. Sau đó mình sẽ đi cài tiền rồi mình quay lại đây mua cái râu xít. Dùng cái này luôn cho nhanh. Quay về ngôi đền. Rồi. Giới thiệu với mọi người ở đây luôn. Đó chính là ở đây có những cái món này. Rượu Ashina này. Những cái rượu này thì chúng ta không uống được, chỉ đem cho cái ông điêu khắc rồi. Cái ông điêu khắc sư uống. Và lần trước lúc mà mình đã cho ông uống một ly á. Thôi để chút nữa đi rồi mình nói tiếp. Oh, I see you've acquired something quite interesting. A mechanical barrel. It's a mechanism that can serve as the very core of the prosthetic. Hand it here. I'll fit it to the arm for you. What difference does the barrel make? With a versatile base such as this, I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. Purifying agents? Purifying agents are materials that can be used together with the barrel. Things like gunpowder and scrap metal. So if you find something of that sort, be sure to bring it my way. Đấy, ông mới vừa nói cái Machinist Barrel này đã được gắn vô và chúng ta dùng cái đó để nâng cấp những cái món vũ khí trong cánh tay giả. Đấy, giờ có thêm cái upgrade này. Upgrade cái pháo bông, upgrade cái này. Chúng ta còn thiếu material. Không đủ. Thiếu một cái sắt vụn. Phải mở khóa trước mấy cái này. Bây giờ chỉ nâng cấp được cái pháo hoa này thôi. Để nâng cấp thì cần có sắt vụn với lại hỏa diệt đen. Hai sắt vụn, một hỏa diệt đen. Nâng luôn. Đấy. Sau khi nâng cấp thì nó mở thêm cái nữa kìa. Style bar information inner unlock. Cái này thì nâng cấp cái kia. Cái ống phun lửa. Còn cái này cần cái thuốc súng vàng. Rồi. Bây giờ mình sẽ đưa rượu cho ông uống để còn nói gì mọi người nghe nhé. I brought some tea. This tea smells pretty good. Suppose I'll have some. Oh, I needed that. This tea reminds me of Emma's father. About Lady Emma's father. Dogen. He was an extraordinary doctor. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point that it affected his health. He didn't take much else seriously, but I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean?
When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete failure, didn't work at all. So he remade it. Then he remade it again and again, countless times. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys. After much training of that sort, it came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? Oh, so much time has passed. While I have abandoned my shinobi ways, that alone I could not bear to abandon. With a mechanical barrel, so many possibilities. I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. So if you find something of that sort, be sure to bring it my way. Rồi. Nói chung là lúc nãy ông này nói khá là nhiều. Thực chất cái Ashina Sake đấy, mình tưởng là rượu nhưng nó không phải, nó là một loại trà thảo dược. Và cái Ashina Sake đó mình lấy từ Emma này. Lại nói chuyện với cô đó sẽ đưa cho chúng ta. Và cô đó kêu chúng ta là đưa cho cái ông này uống. Nó tốt cho sức khỏe của ông này. Ông này, tai của ông là bị người ta chặt nha. Và câu chuyện giọng thì sẽ để nó sau, không nên tiết lộ quá nhiều. Thực chất thì cái bản Việt hóa của tựa game này đã được tiến hành chắc cũng khoảng đường được một nửa rồi. Và cái bản Việt hóa này, mấy cái bạn đó đã tham khảo ngôn ngữ tiếng Nhật. Tại vì game này là game thuần Nhật mà, do bên mấy ông nhà sản xuất bên Nhật á, cho nên tham khảo tiếng Nhật nó chính xác hơn là tiếng Anh. Tại vì phiên bản tiếng Anh được dịch từ tiếng Nhật ra, cho nên khi nào có bản Việt hóa thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ hiểu thêm về cái tựa game này. Mình nghĩ chắc cũng sẽ sớm thôi. Bây giờ nói chuyện với Emma luôn. I'm glad you've come. Chưa kiếm được cái Rosit. Giờ mình sẽ đi cài tiền. Cài tiền. Sau một khoảng thời gian khoảng 15-20 phút thì mình đã cài tiền xong. Và bây giờ trong người có khoảng 2111, dư sức mua đồ đấy. Đấy, mua cái Rosit trước này. 1000. Còn cái đồng này Heavy Converse. Còn gì đáng mua không? Cái này mua rồi. Cái đồng Heavy Converse này, cái này túi vàng này, mở ra sẽ được khoảng 500. Mà nó bắt mình, nó bắt mình phải mua nó 550. Nghĩa là mình mua mình lỗ 50. Tại sao phải mua cái này? Tại vì mua giống như túi tiền, tiền mà cất trong túi ấy, thì khi chúng ta chết nó không bị mất. Còn nếu mà để tiền như bình thường thì mỗi lần chết nó sẽ trừ phân nửa tiền với lại điểm kinh nghiệm. Cái đó chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Mua luôn. Chính thức sạch túi còn 11 đồng. May the departed. Bây giờ thì quay trở lại gặp Emma và đưa cái này cho em ấy thôi. Dùng cái này luôn cho nhanh. Emma ơi. I'm glad you've come. Đấy. Goodbye. Bây giờ chỉ cần ngồi rest một cái nữa là chúng ta sẽ thấy được lên 4 bình. Thấy chưa? Rồi ok, mình sẽ dừng tập này ở đây luôn. Tại vì tập sau chúng ta sẽ có một hành trình đi đánh một con boss khá là khó nhằn. Đó chính là con boss ở trong quá khứ. Một con boss có tên là Lady Bubblefly, quý bà bơm bớm đấy. Con boss đó nếu mà không quen thì rất khó để đánh nó. Cho nên mình quyết định mình để dành đó cho tập sau.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe giúp mình. Bye bye.